Hai mua mùi ngán ăn đi, thả cho cá nổi lên chụp hình cho trai. Hai đứa dựa đây em chụp cái kéo lấy nước lấy nó cái. Mua đi 10 ngàn đi đây tiếng Anh. Mua 10 ngàn đi. Em thả cho nha. À không. Rồi thả đi, 10 ngàn một bình đúng không? Đưa cho bé nhỏ thả đi em. Nhiều nhiều đi. Đeo không ạ? Lo ạ. Quay video hả? Ừ. Mang cá gì chết đói vậy? Mà mấy ngày nó nói thiệt. Tháng rồi nó mộ 2 tháng luôn đấy. Nghe này gần gần cuối tháng đổi gần Tết chứ đầu tháng nha, giữa tháng nha, đủ quá chừng đói luôn. Bán ngày có mấy chục ngàn, 40 ngàn. Mà dù bán như tặng cho khách cho cá luôn á. Thêm mấy 20 con một tháng. Tết giá 1 ngàn, 10 ngàn, 10 ngàn. Phim. Mà mấy tháng tới lên chị Hải chứ thấy cá nó tròn hơn. Nó ú hơn. Ở tháng này là cá nó dài. Bé tên gì bé? Dạ. Con tên gì? Em hả? Ờ, tên Dân. Dân à? Ừ. Đó là nãy giờ mấy bịch vậy? Có 2 bịch. 2 bịch rồi. Thêm đi, thêm cho em 2 bịch nữa đi. Kìa cái với gọng nó nhìn kỹ đi. Cái gọng nó to lắm. Con tranh thủ xuống đi anh ơi. Xuống, 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 xuống. Này có tiền chưa? Dai có tiền đúng không? Được, 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 được tiền.